Một ví dụ khác, tính tích phân từ 0 đến cộng vô cùng và a mũ trừ căn x dx. Chúng ta đổi biến nhé, đặt t bằng căn x, suy ra x bằng t bình phương, suy ra dx bằng 2t dt. Như vậy, suy ra, đặt tích phân này, tích phân y đi, suy ra tích phân y sẽ bằng tích phân x bằng 0 thì t vẫn bằng 0, x bằng cộng vô cùng thì t bằng cộng vô cùng của a mũ trừ t 2t dt bằng lim b tiến ra cộng vô cùng tích phân từ 0 cho đến b của hai t e trừ t dt bằng lim b tiến về cộng vô cùng 2. Áp dụng công thức tích phân từng phần thì chúng ta sẽ được kết quả là 2 e này phải viết ra mới được. Chúng ta đặt u bằng t còn dv thì bằng e trừ t dt, suy ra du bằng dt còn v sẽ bằng trừ e trừ t. Như vậy suy ra lim này sẽ bằng trừ t nhân với e trừ t thay cận 0 cho đến b, trừ với trừ thành cộng tích phân từ 0 cho đến b của e trừ t dt bằng lim b tiến ra cộng vô cùng, số 2 đưa ra phía trước đây, thay cận vào thì chúng ta sẽ được kết quả là trừ b e trừ b thay cận 0 bằng 0, nguyên hàm này bằng trừ e mũ trừ t nên nó sẽ là trừ e mũ trừ b cộng 1 thay cận 0 là 1. Như vậy rõ ràng là khi cho b tiến ra cộng vô cùng thì e mũ trừ b, để ý là e mũ trừ b thì bằng 1 chia cho eb. Như vậy nếu b tiến ra cộng vô cùng thì mẫu số tiến ra vô cùng và tử số đứng yên, như vậy thì cái phân số này sẽ tiến về 0. Vậy chỗ này sẽ tiến về 0, này tiến về 0. Và như vậy lim này sẽ tiến về 1 nhân với số 2 phía trước. Vậy đáp số này bằng 2.